Hello anh em, hôm nay em sẽ lên cho anh em một cây năm cánh trắng, mắt nó mờ mờ. À, thì cái dòng này thì trên thị trường rất là ít, chỉ có anh em của em với anh em ở Bình Dương thì mới sở hữu được những cái cây này. Thì đây thì em nhân giống ra rất nhiều rồi, thì bây giờ là em sẽ chia sẻ cho anh em sưu tầm. Đây là cây năm cánh trắng cánh hồng phai anh em nha, đã năm cánh trắng cánh hồng phai nè. Cái mặt hoa em để phía trên này anh em nha. Nếu mà anh em thích sưu tầm cây năm cánh trắng cánh hồng phai này thì giá nó vừa túi tiền thôi, 350k là cho cái kỳ năm 2 đó, năm nhất nè, năm 2 nè. Xong rồi dưới đây nó đang sưng cái mầm nữa anh em nè, cái mầm nè. Với 350k thì anh em có thể sưu tầm được một cây năm cánh trắng cánh hồng phai. Mặt hoa em để phía trên, một cái mặt hoa rất là đẹp. À, mắt nó mờ mờ đó. Còn liên hệ với em qua số Zalo phía dưới đó, phía dưới dưới thì em sẽ chia sẻ cho anh em với giá 350k là được một cái kia năm cánh trắng cánh hồng phai. Đây năm cánh trắng cánh hồng phai đó. Rồi thì clip tới đây là hết, em xin phép anh em xuống clip nha, để em sẽ lên một sản phẩm đợt sau cho anh em cùng sưu tầm. Thì hôm nay em sẽ lên một clip này thôi. Rồi em chào anh em nha.